màu xanh màu đỏ thì mua về cho em nhỏ nó mừng nè. Người ta nói là đẹp chi mà đẹp lạ đẹp lùng thì chung vô mùng vẫn còn đẹp. Hiện tại thì bây giờ em đang lái một chiếc xe với số tiền là 75 triệu đồng. Em nó mang một cái màu rất là xinh xắn, rất là xịn sò ha anh chị ha. Rồi bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em kiểm tra vào chiếc xe này. Trước khi em review một chiếc xe này thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng tới tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ ha. $75 triệu thôi thì anh chị sở hữu ngay một chiếc xe màu xanh màu đỏ, nhưng con này nó là màu vàng nha quý anh chị. Tên em nó là Chevrolet Spark, sản xuất đời 2010, đời khá là cao luôn. Xe này thì đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn tay lái trợ lực, dung tích xi lanh là 1 chấm, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6-7 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Xe này siêu tiết kiệm xăng anh chị, nó y chang như Matic vậy đó. Và nhưng con này thì nó là đàn anh của Matic. Đăng kiểm thì tháng 7 năm 2023. Nhưng con xe này anh chị sẽ được gia hạn 1 năm nha anh chị nha, gia hạn 1 năm tại vì đời khá là cao. Nước sơn bề ngoài thì ta nói nó không thể gì bằng cải, không thể gì chơi được quý anh chị thấy không? Rất liền rất lạc. Đây, ok. 75 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe màu vàng, nhìn rất xịn sò, bản số đang đeo là bản số ở Bình Dương nha anh chị, 61 là ở Bình Dương. À. Đẹp không anh chị? Đó, rất đẹp, thích hợp cho dáng anh. Nam chạy cũng được mà nữ chạy cũng được. Em nó lên một bộ tem 911, nhìn rất là ok. Nội thất bên trong thì em nó rất là sạch sẽ anh chị ha. Đây, em nó sở hữu một dàn ghế nhìn ok quý anh chị. Chân thì chân nỉ, số sàn 5 cấp, tay lái trợ lực, kính bấm ok. Đây, tắp bi tắp lô thì theo năm tháng thì em nó cũng te tu tàn tạ, số 6 bẩn bẩn nhưng cũ một rách nát nhưng vẫn còn xài được. Keo chỉ thì còn căng đét căng đẹp luôn. Đây, keo cục trụ A trụ B còn rinh nguyên bản. Đây, những dấu hiệu này là con xe mình không bị cứng đụng anh chị ha. Cửa nẹo đóng rất là khít. Đây, nội thất ở đằng sau của em đây. Đó, 75 triệu đồng thôi thì mấy chị sở hữu ngay chiếc xe này. Đó, anh chị nào yêu quý thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0798222220 để mình hỗ trợ và tư vấn thêm. Vậy thôi, đẹp không? 4 tấm bi cửa quá ok. Cửa nẹo đóng rất là khít. 4 cái vỏ thì em nó còn được coi như là 60-70% anh chị ha. Gầm bè thì đời cao rồi, anh chị khỏi suy nghĩ. Đây, ok chưa anh chị? Ngon lành thôi anh chị. Đó, gầm bè là bao luôn. Đẹp lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp len speng luôn. Đó, còn cái dù à. Xe này thì sắp hết đăng kiểm rồi, hôm nay là tháng 6 rồi, tháng 7 anh chị khỏi suy nghĩ. Xe này anh chị được gia hạn 1 năm. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó, anh chị xài xe thì anh chị biết đó, quá đơn giản luôn. Bây giờ thì cũng dễ rồi, để em mở cái chốt rồi nè, đèn bọng rất ok. Mở cái chốt em quay luôn ra cái cửa bên kia cho anh chị ha. Là quay cái máy trước đi, là ở giật hai chốt bây giờ quay sau. Rồi, tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan ok. Đây, mặt bàn thờ rất sáng nha anh chị ha, đèn bọng có hết. À, con máy này nổ rất là thì thầm, mấy lần sâu như là lạc nổ rất là thì thầm, nổ rất là tí tách luôn không cô chú anh chị. Đây, đèn bọng rất là sáng. Anh chị nghe tiếng, nghe tiếng máy nè. Máy nổ rất ok không? Đó, máy rất khô ráo và sạch sẽ vậy thôi. Không què ra, không giật, không rung, không lắc. Chữ bò của em nó vẫn xinh nguyên bản, xinh tán là hai bên vẫn còn hết dằn viết nè vậy thôi. Ngon, ok chưa? Đó, máy móc nổ người ta nói nó rất là ok luôn. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, 75 triệu đồng thôi thì anh chị sở hữu ngay con xe này. Rồi bây giờ đến cho anh chị dàn cửa bên này, anh chị xem coi nó đẹp hay là nó xấu ha. Đây, cánh cửa bên phụ bên tài, 4 tấp bi thì em nó sạch sẽ. Đó, theo năm tháng thì cũng bạc màu tí xíu, tại vì xe cũ sơn, sơn đi sơn lại thì anh chị cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng được cái đời khá là cao anh chị ha. Đó, mặt bàn thờ ok chưa, kèo cột nè, trụ bê nè, quý chị thấy không, ngon lành cành đào. Rồi bây giờ đến cho anh chị dàn gầm luôn ha. Gầm bẹ thì không có gì mà chê được luôn. Gầm con xe này bên tài cho anh chị nè, bao anh chị luôn, không có gì mà suy nghĩ về cái gầm này cả. Đó, quý anh chị chỗ nào muốn sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0798222220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.